Để thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương, thành phố Kon Tum tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ nâng cao tỷ lệ người tham gia. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng trọng tâm, trọng điểm đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển nhanh, bền vững người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gồm nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhóm học sinh sinh viên. Đồng thời thực hiện giải pháp đôn đốc thu giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Năm 2024, thành phố phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 26,48% lực lượng lao động trong độ tuổi, tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 19,68% lực lượng lao động trong độ tuổi và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt từ 90,1% dân số trở lên.